Báo Quân đội Nhân dân Điện tử Báo Quân đội Nhân dân Điện tử Kính chào các đồng chí và các bạn. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Tôi là Ngọc Trung. Tôi là Minh Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh Youtube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập úng, lụt cục bộ trên các tuyến đường nội đô thành phố Huế và các huyện thấp trũng. Một số công trình thủy lợi bị sạt lở, canh mương bị bồi lấp. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền tổ chức gia cố lại đề bao thuộc thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tránh được nguy cơ hàng trăm ngôi nhà và ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, thời thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300 đến 500 mm, có nơi trên 700 mm, cảnh báo nguy cơ thiên tai cấp 4, nguy cơ một đợt lũ lớn có thể xuất hiện. Trước tình hình đó, Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa lực lượng phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống lũ lụt trong những ngày sắp tới, đảm bảo lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như tuyên truyền vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển, cách xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa theo công ước luật biển năm 1982. Tình hình an ninh an toàn biển đảo của nước ta hiện nay, những nội dung cơ bản của luật biển Việt Nam, luật cảnh sát biển Việt Nam những quy định của pháp luật trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong chương trình, vùng cảnh sát biển 3 đã trao tặng 150 suất quà, trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng kết và trao giải cho 16 học sinh xuất sắc, cùng nhiều giải thưởng cho các tập thể nhà trường tích cực tham gia cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, căn cứ vào thực tế tình hình địa phương nơi đóng quân, Đảng ủy chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 quân khu 4 xác định đột phá vào công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đảng ủy đoàn đã chỉ đạo các đội sản xuất xây dựng điểm các mô hình phát triển kinh tế và hỗ trợ một số bản xây dựng bản vững mạnh toàn diện để bà con các bản đến tham quan học hỏi và nhân rộng ra toàn khu kinh tế quốc phòng. Ngoài ra, đơn vị còn phát động mỗi tri bộ nhận hỗ trợ giúp đỡ một đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với những chủ trương cách làm phù hợp, đến nay, các xã trong khu kinh tế quốc phòng Mường Lát đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 50%. Trung sức giúp nhân dân xóa nghèo không chỉ bằng các mô hình hỗ trợ hộ nghèo mà Đoàn Kinh tế Quốc phòng năm còn mở hàng chục lớp xóa mù chữ cho hàng trăm người, mở các lớp tập huấn cho cán bộ, xã, bản về kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, trồng bưởi diễn, nuôi ốc, nuôi gà đen. Ở mỗi xã trong vùng dự án, các đội sản xuất đều tuyên truyền vận động và hỗ trợ một phần kinh phí, tham gia ngày công giúp xây dựng một đến hai công trình như làm đường bê tông, tu sửa, cải tạo khuôn viên sân trường. Ngoài ra, trong những năm gần đây, đoàn đã tổ chức hàng chục đoàn công tác về các bản, tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, cơ động sẵn sàng chiến đấu cho quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hàng năm, tiểu đoàn 3, lữ đoàn thông tin 29 quân khu 9 còn được tăng cường bảo đảm thông tin cho các đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Tuy đội ngũ cán bộ các cấp có thời điểm thiếu vắng, đơn vị huấn luyện cùng lúc nhiều đối tượng, vừa huấn luyện vừa bảo đảm các phân đội thông tin liên lạc cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, mỗi đợt diễn tập, cán bộ chiến sĩ được cử tăng cường bảo đảm thông tin cho đơn vị bạn đều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như bảo đảm thông tin liên lạc cho nhiệm vụ diễn tập, đơn vị luôn coi trọng công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ và hội thao hội thi để đánh giá kết quả huấn luyện đúng thực chất kịp thời khắc phục những mặt yếu khâu yếu coi trọng và kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản và huấn luyện theo nhiệm vụ với yêu cầu giỏi về thông tin truyền thống tinh nhuệ về thông tin cơ động làm chủ trang bị kỹ thuật thông tin công nghệ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ